Mời quý vị và các bạn cùng xem lại những hình ảnh sinh động của các gánh hàng rong trên đường phố Sài Gòn năm 1950, được ghi lại qua ống kính của nhiếp ảnh gia Mỹ Carl Midens. Đây là những người bán hoa quả trên vỉa hè Sài Gòn năm 1950. Vải vóc các loại cũng được bày bán trên vỉa hè rất nhộn nhịp. Hình ảnh đang xem là mẹt thuốc lá vỉa hè. Thiếu nữ Sài Gòn bên gánh hàng ăn vặt. Bánh mì kiểu Pháp được bày bán trên vỉa hè. Cạnh bên là quầy sữa đặc, cá hộp có thể ăn kèm với bánh mì. Đây là một quầy hoa quả và mứt các loại trên đường phố Sài Gòn năm 1950. Khô cá, khô mực, cua biển luộc được bày cùng các món đồ giải khát và bia. Các loại đồ uống ở một quầy giải khát bên bờ sông Sài Gòn. Quầy thuốc lá của bà cụ xóm chài, ngày nay thuộc khu vực quận 4. Quý vị đang xem là những gánh hàng rong trên bến Bạch Đằng. Các thiếu niên bán vở học sinh dạo trên đường phố. Hình ảnh hai thiếu nữ bên quầy thuốc lá ngoại trên đường phố. Một thầy tướng số hành nghề trên vỉa hè thuộc khu vực chợ lớn. Còn đây là quầy hàng của một thầy tướng số khác nằm cùng con phố. Hình ảnh các mẹt hàng bán đủ loại đồ gia dụng, một hình thức bán hàng phổ biến ở Sài Gòn những năm 1950. Một quầy hàng bán tranh, các bức tranh được xếp ngay ngắn trên mặt vỉa hè và treo trên tường. Các thủy thủ nước ngoài bên một quầy hàng tranh lưu niệm vỉa hè. Người phụ nữ chân trần với gánh hàng rong đi khắp phố phường là hình ảnh quen thuộc ở Sài Gòn xưa. Gánh hàng ăn của một người phụ nữ Sài Gòn xưa. Hình ảnh đang xem là một sạp báo vỉa hè, phía sau như một máy xay nước mía. Sách báo nước ngoài được bày bán tại một sạp vỉa hè ở Sài Gòn năm 1950. Người phụ nữ nghỉ trưa bên mẹt hàng bán tập vở học sinh. Một quầy hàng giày dép, người phụ nữ cũng tranh thủ chợp mắt lúc vắng khách. Hình ảnh một người bán báo nằm ngủ cạnh sạp báo của mình. Và một số hình ảnh khác của Sài Gòn năm 1950. Trong ảnh là một người thiếu nữ đang ngồi trên chiếc xích lô, đang di chuyển phía trước tòa Đôi Chánh Sài Gòn. Một Sài Gòn của những năm 1950 và hình ảnh của đứa bé như nhộng đang tung tăng dưới dòng nước còn chưa kịp rút trên đường phố sau cơn mưa. Giờ nghỉ trưa của những người lao động trên đường phố Sài Gòn. Một người đạp xích lô đang ngủ, còn lại là những người đàn ông đang giải trí bằng cách chơi cờ hay một trò dân gian. Một chiếc xe Jeep cổ điển của Willie đang bị kẹt dưới một cái cây bị mưa bão làm cho bật cả gốc. Hình ảnh những mảnh đời cơ nhỡ, không có nhà cửa đàng hoàng,
mà chỉ có thể sống nhấp nhô trên những con thuyền nhỏ đổ dọc bên bờ sông ở Sài Gòn. Một đứa trẻ trên ghe, và đây cũng là nhà. Cuộc sống mưu sinh thiếu thốn nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Hình ảnh một người phụ nữ với những khúc mía được cắt rất gọn và đều đang được làm sạch vỏ ngoài để bán cho khách. Những đứa trẻ ở Sài Gòn đang chơi tứ sắc. Tứ sắc là tên một trò chơi bài lá phổ biến ở miền Trung và miền Nam Việt Nam. Đây chính là một dạng khác của bộ bài tam cúc. Tứ sắc thích hợp với số lượng người chơi là 4 người, tuy nhiên 2 hay 3 người chơi đều được. Đây là hình ảnh của một khu chợ tự phát nhỏ. Hình như đứa bé kia được mẹ mang theo để dễ trông chừng. Một đứa bé đang ăn cơm thật ngon miệng. Hình như chỉ cần có ăn là bé đã vui mừng rồi. Một bé gái đang đợi chờ người thân. Một tiệm nhổ răng lưu động ở chợ lớn. Hình ảnh một đứa trẻ đang xác hơi là một trong những loại ống xác hơi phổ biến khi xưa. Nó không bằng thủy tinh như ngày nay mà bằng nhựa, những ống nhựa nhỏ và dài. Hình ảnh phía trước là ông bà Chiểu với những người ăn xin và những người đi viếng lăng. Người dân và lính cứu hỏa đang ra sức cứu nguy cho ngôi nhà lá bị thiêu cháy ven sông ở Sài Gòn. Trận hỏa hoạn lớn diễn ra, những ngôi nhà lá bị thiêu rụi gần như toàn bộ vì lá bén lửa và cháy rất nhanh. Dù đã cố gắng cứu nguy nhưng vẫn không kịp. Những người này đang cố gắng giải cứu những con vật sau trận hỏa hoạn. Người đàn ông cùng đứa trẻ đang sầu não bên đống đổ nát. Cây cối, nhà cửa bị cháy rụi toàn bộ, tất cả trở thành một đống hoang tàn. Hình ảnh những chiếc thuyền nằm san sát nhau trên một con sông ở khu vực chợ lớn. Bên trái là một con đường, ngày nay là đại lộ Võ Văn Kiệt. Khu phố người Hoa có rất nhiều nghề buôn bán được lưu truyền từ Trung Quốc. Những năm 1950, khu vực này tập trung phần lớn người Quảng Đông nên có rất nhiều hàng quán kiểu Quảng mọc lên. Nó giống như một Quảng Châu thu nhỏ. Trong hình chính là những quý cô đang ngồi trước một quán trà, tâm sự trò chuyện cho qua ngày. Người Hoa ở Sài Gòn rất đông, thậm chí họ còn thành lập rất nhiều bang phái cực lớn. Người Hoa mang theo chữ Hán đến nên thời điểm đó ở Sài Gòn, chợ lớn gần như được bao phủ bởi những bảng hiệu chữ Hán. Hình ảnh của người bán hàng rong cơ cực và trong ảnh chính là bà lão đang bán thuốc cùng những bao diêm ở khu vực chợ lớn năm 1950. Và một số hình ảnh tư liệu khác.